từ vài chục nghìn đô phong bì mỗi lần lễ Tết đến 5 tỷ đồng đựng trong hộp rượu hay là quần áo, biếu quà xếp lớn. Chỉ đến khi phiên tòa xử đại án kinh tế tham nhũng tại ngân hàng Đại Dương Ocean Bank đang diễn ra thì người ta mới nhận thấy được một góc tối của tham nhũng đang diễn ra kinh khủng như thế nào, dù đó là thời điểm cách đây đã 8 năm. Tại phiên tòa xét xử đại án tham nhũng xảy ra ở ngân hàng Đại Dương Ocean Bank, người ta mới bất ngờ về các khoản chi quà biếu đã làm thiệt hại cho ngân hàng này hơn 1.500 tỷ đồng. Thì mỗi lần đấy là tặng quà cho, cụ thể là tặng quà cho ai? Vâng, thì bị cáo chỉ tặng quà cho anh Võ Quang Huy và Nguyễn Đình Tuyên. Để là tặng quà gì? Giá trị thế nào? Bị cáo chỉ có nhớ có lần tặng một chục nghìn hay 20 nghìn gì đấy, hoặc là 300 triệu đồng. Trong tổng số những lần bị cáo đến để chăm sóc khách hàng như vậy thì bị cáo đã đưa tổng số là bao nhiêu tiền cho tổng số mà chuyển là từ tháng 7 năm 2012 đến tháng 6 năm 2014 là khoảng 22.7 tỷ ạ. Trong đó thì khoảng 15 đến 16 tỷ là kế toán trưởng ạ, còn lại là tổng giám đốc. Kế toán trưởng và hai tổng giám đốc của liên doanh Vietso Petro phủ nhận việc nhận quà. Nhưng một cựu phó tổng giám đốc tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, ông Ninh Văn Quỳnh đã nhận tại tòa thì con số còn lớn hơn nhiều. Chỉ riêng ông này đã nhận 20 tỷ đồng quà biếu từ lãnh đạo ngân hàng Ocean Bank trong giai đoạn từ 2009 đến 2010. Và có những lần, ông này nhận đến 5 tỷ đồng từ các túi đựng rượu hay đựng quần áo. Vẫn sơ dân chỉ cho tôi 20 tỷ và tôi đã nhận được sự 20 tỷ cá nhân. Nên tôi xin nộp lại cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả. Tại tòa, ông Quỳnh khai không còn cách nào khác phải nói ra sự thật để nhận được sự khoan hồng khi đã bị khởi tố điều tra vào giai đoạn 2 của đại án Ocean Bank cuối tháng 8 vừa qua. Trong danh sách những người nhận vài chục tỷ đồng sẽ còn dài thêm trong những ngày xét xử sắp tới, khi lãnh đạo ngân hàng này đã chi lãi ngoài, thực ra là biếu quà cho các đối tác với số tiền lên đến 15.000 tỷ đồng.